Rồi, xin chào các bạn ha. Trong thời gian mình làm clip YouTube và mình có thấy một số bạn có vô kênh của mình để mà nói và hỏi về cái vấn đề mua hàng Mỹ. Và thời gian mình trải nghiệm mình làm mua hàng Mỹ và gửi về Việt Nam thì mình cũng có được một số cái kinh nghiệm, một số cái kỹ năng cũng như một số cái gọi là một số cái cách để mà hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể mua hàng Mỹ. Thì hôm nay mình làm clip này muốn giới thiệu với các bạn về cái cách mà làm sao để mua được hàng Mỹ một cách nhanh nhất, an toàn và uy tín nhất, để biết được những cái nguồn hàng mà tốt nhất. Rồi thì vì có một số bạn có yêu cầu mình trên kênh là em coi anh nói về cái mua hàng ở Amazon, eBay và một số web khác á, thì em hiểu nhưng mà em vẫn chưa dám mua, thì mình có để cái link của mấy cái bài hướng dẫn mà về chi tiết về cách mua hàng mấy web đó ở phía dưới thì các bạn có thể coi. Còn lại hôm nay mình tập làm một clip giống như là một cái cách tổng hợp lại tất cả những cái kinh nghiệm và những cái hiểu biết của mình trong một thời gian, trong một năm vừa qua. Đó, thì như các bạn biết á, là mua hàng Mỹ, mua hàng bên Mỹ về thì ở Việt Nam bây giờ thì nó khá là đơn giản, nhưng mà quan trọng nhất á, là bạn phải tìm được cái nguồn nào đó nó uy tín. Cái nguồn hàng nó uy tín là một nè, thứ nhất là nguồn hàng uy tín, cái seller nó phải ok, phải gọi là phải uy tín, phải có được sự bảo đảm từ những cái đơn vị, những cái sàn thương mại. Thứ hai là cái vận chuyển về Việt Nam có ổn không. Thứ ba là chi phí nó có rẻ không. Thì mấy cái đó là mấy cái mà mình thấy là nó là quan trọng nhất. Thì mình đầu tiên mình nói về cái nguồn hàng đi. Nguồn hàng thì riêng mình thấy hầu như là những cái sản phẩm mà người Việt mua nhiều nhất ở Mỹ theo mình cảm nhận được đó chính là sticker, giày. Thứ hai là đồ điện tử. Thứ ba là thực phẩm chức năng. Thứ tư là những mặt hàng thực phẩm. Đó, thì những cái web mà chúng ta nên để ý cho những cái sản phẩm này. Thứ nhất á, là nói về sticker đi. Sneaker mà mình thấy là một số web mà nó uy tín là Adidas, Nike, Phoenix Line và eBay. eBay, trong eBay là một cái trang thương mại lớn và nó có những cái cửa hàng con, những cửa hàng con của những thằng Nike và Adidas luôn bán trong đó và cũng là chính hãng hết. Thì hầu như mình cảm giác á, là mua trên đó nhưng đúng những mùa sale á, thì cái giá của nó đi khi đưa về tới Việt Nam thì nó rẻ hơn so với những cái thằng mà mua chính hãng tại Việt Nam, và những store tại Việt Nam thì nó rẻ hơn tới 30-40% nữa. Nhưng mà có một cái điều các bạn cần lưu ý trong cái lúc mà mua hàng là bởi vì do là những người Việt Nam mà mình thấy là nó làm tệ quá, gian dối nhiều ở những cái điểm như là thanh toán và có thể đi ăn cắp thẻ của người khác, nên có một số cổng thanh toán của Nike và Adidas, H&M, những cái trang thương mại điện tử đó, nó những trang thương mại của những cái nhãn hàng đó nó cấm thẻ Visa và Mastercard tại Việt Nam luôn, cấm thẻ luôn. Có nghĩa là bạn thanh toán từ cái thẻ nó, bạn thanh toán cách nào bằng cái thẻ Mastercard và Visa nó cũng không chấp nhận. Nếu có thẻ được làm từ Việt Nam, làm từ những ngân hàng xuất phát từ Việt Nam, thì cái đó là một bất lợi lớn cho những người muốn săn hàng. Thì mình trong cái quá trình đó thì mình có một số gợi ý cho các bạn. Thứ nhất, các bạn muốn mua những sản phẩm đó, các bạn bắt buộc phải kiếm những cái người mua trung gian. Những người mua này á, thì họ mua những cái sản phẩm là họ có những cái line, những người bên Mỹ có những cái thẻ ngân hàng bên Mỹ và thanh toán qua PayPal xuất phát từ Mỹ, thì bên đó nó mới chấp nhận, và cái những cái sàn này nó mới chấp nhận, thì bắt buộc bạn phải kiếm thôi chứ không có cách nào mà bạn mua được. Thì nếu các bạn muốn
cũng kiếm những cái người đó thì mình có thể hướng dẫn cho, bởi vì mình cũng đang làm việc với một số người bên Mỹ thì bạn chỉ cần phải trả phí mua hộ thôi, mua hộ và nó ship từ kho thì mình vẫn ship về bình thường. Thì nói nhỏ một xíu thôi là mình cũng là một đơn vị ship hàng mà cũng có connect với vài người bên Mỹ để mà mua được hàng đó cho bạn đó. Rồi thứ hai á, bởi vì thứ hai là mình nói về phương thức vận chuyển, thì phương thức vận chuyển ở đây là cái phương thức là bạn vận chuyển bằng đường gì để mà qua, để mà không bị vướng những cái thủ tục hải quan, những cái thuế. Thì mình thấy á, là ở Việt Nam á, nếu bạn gửi từ bên Mỹ về, những cái trang web nào nó chấp nhận ship hàng từ Mỹ về Việt Nam, nó sử dụng những cái đại lý như UPS, DHL, FedEx, thì bắt buộc hàng trên 2 triệu Việt Nam đồng đều phải đóng thuế. Thì cái đó là cái điều, cái đó là trong cái luật của Việt Nam. Rồi thì những cái đó thì những người mà mua theo những cái trang web mình thấy nó ghi là nó shipping Việt Nam, shipping to Việt Nam, thì mấy người đó họ sẽ chọn vô đó, thì cái đó sẽ là thì sẽ gửi qua những cái hàng mà chuyển phát nhanh đó, thì bắt buộc về Việt Nam sẽ bị tính thuế nếu cái hàng bạn có giá trị trên 2 triệu và dính đến những giấy phép chuyên ngành liên quan. Thì bởi vì mình cũng có một thời gian làm xuất nhập khẩu nên mình biết là cái đó rất là cực, bởi vì họ những cái người chủ hàng, những cái người chủ có một kiện hàng một xíu họ vẫn phải lên trên sân bay, họ mở tờ khai, họ làm mọi thứ, họ đóng thuế, thì nó là một cái bất lợi cho những người mà ngại, những người mà mua hàng Mỹ thì họ thường hay ngại và họ sẽ không có từ bỏ ý định mua đi. Thì nó đã là những dịch vụ trung gian, thì những người này sẽ nhờ những cái người như gọi là ví dụ như mình đi, bởi vì mình cũng có làm một xíu, là sẽ đứng ra mua và làm hết thủ tục hải quan cho họ, thì làm sao vận chuyển về tới đây cho bạn. Thì quan trọng là cái đơn vị vận chuyển cái cục hàng cho bạn phải là đơn vị uy tín, và bạn phải đưa những cái gọi là thông tin sản phẩm đó tới cho họ, họ đặt và họ vận chuyển về tới kho của họ bên Mỹ, và từ kho bên Mỹ thì họ mới vận chuyển về tới Việt Nam cho bạn. Và cái quá trình đó nó tầm khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần là hàng nó sẽ về tới Việt Nam. Thì bên mình thường hay làm khoảng 2 đến 3 tuần thì nó về tới Việt Nam cho bạn, rồi thì họ sẽ ship tới nhà bạn thôi. Bởi vì bây giờ dịch vụ ship code với là ship toàn quốc nó dễ lắm đó, nên mọi người ở trên đất nước Việt Nam đều có thể mua được. Và các bạn chỉ cần chọn cái sản phẩm các bạn thích, các bạn có thể kiếm cái dịch vụ nào khác được, chọn sản phẩm các bạn thích, gửi cái link sản phẩm cho họ, hoặc là gửi chụp màn hình lại và nói mình muốn mua kiện hàng này ở website này nè, có thể là Amazon, eBay, H&M, mấy như là H&M hoặc Puma, Adidas, thì họ sẽ làm giúp cho bạn cái chuyện đó, là họ sẽ mua sản phẩm, họ ship về tới Việt Nam và họ sẽ ship tới tận nhà cho bạn. Thì mấy cái dịch vụ đó bây giờ nó rất là mạnh đó. Thì bạn nên chọn quanh cái mục đích của bạn, là bạn chỉ phải chọn và bạn phải suy nghĩ cái đơn vị bạn chuyển nào là uy tín để bạn giao cái niềm tin của bạn vô đó thôi. Rồi cái những này nãy giờ mình đang nói là về hình sản phẩm, phương tiện, sản phẩm, cái đơn vị vận chuyển. Và cái mình tiếp theo mình nói đó là cái về cái gọi là cái thanh toán đi. Hồi nãy mình có nhắc sơ qua thì bởi vì Amazon và eBay nó chấp nhận thẻ thanh toán Visa tại Việt Nam, eBay thì chấp nhận thêm PayPal, thì mình sẽ nói con thích xíu một xíu PayPal. PayPal nó là một cái cổng thanh toán mà nó được chấp nhận hầu như là gần toàn cầu đó. Thì có PayPal là nếu bạn lập ở Việt Nam thì nó sẽ cho bạn thanh toán ở eBay, nhưng mà ở mấy trang web thương mại điện tử khác của Mỹ thì bạn chỉ được là PayPal của nước đó thôi, chứ không có được PayPal toàn cầu, nên bạn mua khó thì bạn vẫn phải nhờ qua người khác mua hộ thôi đó. Thì nói một cách nôm na, PayPal nó giống như Momo của Việt Nam ấy. Nó là một cổng thanh toán, và cái tiền trong đô trong đó ở Việt Nam nó không cho nộp vô, thì bắt bạn phải mua những cái chợ đen thôi. Và những người làm MMO là những người làm tiền online trên mạng á, thì mình cũng nói nhỏ xíu là mình cũng là một cái đơn vị cung cấp cái đô PayPal cho bạn. Nếu bạn muốn thì mình có thể giải thích cho bạn và bạn thanh toán vào đó thôi, nó dễ thôi. Rồi cái tiếp theo mình muốn nói đó là đến vấn đề là cái chất lượng
cái chất lượng hàng đối với những trang web thương mại điện tử bên Mỹ như là eBay với là Amazon. Mình không nói với những trang web chính hãng, bởi vì mình chính hãng mà giống như Nike, Adidas hay Puma đó thì bắt buộc họ là chỉ là hàng chính hãng thôi. Nhưng mà trên cái web của Amazon đó, thì nó có Amazon là nó có khác biệt là nó có vừa có seller là Amazon, vừa có seller là những seller là Polymer, là seller bên thứ ba cung cấp hàng cho Amazon. Thì khi mà bạn mua trên đó bạn phải check kỹ là cái thằng seller này là Amazon bán thì ok, bạn yên tâm. Còn nếu seller này là một cái bên thứ ba thì bạn phải check được cái position của nó, là cái mà gọi là cái uy tín của nó đó, cái họ đánh giá, cái race họ đánh giá của nó đó là ok không đó, bạn phải check được cái chuyện đó. Thì mình có nói về cái chuyện đó kỹ ở trong những clip về mua hàng Amazon, mua hàng eBay, các bạn có thể tìm cái link bên dưới các bạn coi đó. Và bên cạnh đó còn có một số web và một số cái vấn đề trong cái việc mua hàng Amazon, như là mua hàng đó, thì các bạn phải coi được cái thời gian nó giao hàng là bao lâu đó, và cái seller đó nó không uy tín, thì nó không uy tín ở điểm nào để bạn quyết định. Bởi vì trên Amazon cũng chưa chắc là hàng chính hãng, nhưng mà mình tự tin mình biết được những cái khả năng và những cái gọi là những cái nốt để mà mình check được cái sản phẩm đó là chính hãng hay không. Bởi vì bên Mỹ nó không như bên Việt Nam, bên Mỹ là có là nó có, không nó không, và nó rất là rạch ròi ở cái chuyện là thông tin trên mạng. Nếu những thông tin đó mà bạn mua về mà không đúng, bạn có thể gửi complaint qua cho nó, thì có thể những sản phẩm đó bạn có được giữ và nó gửi lại cho bạn một sản phẩm khác nữa đó. Nên bạn phải check cho kỹ cái chuyện đó. Bạn nếu bạn không biết, bạn có thể liên lạc mình sẽ để số điện thoại bên dưới, Zalo, Facebook và fanpage website của mình, để các bạn thêm tiện liên lạc để mình tư vấn cho các bạn về cái chuyện giống như là cái sản phẩm này nó ship tới bao nhiêu ngày, giá nó bao nhiêu, và mình tìm những khách hàng nào đó nó cũng bán sản phẩm đó mà giá ok hơn và uy tín hơn để mình giúp cho bạn thôi. Rồi có những vấn đề mà mình nêu ra như vậy. Và mình nói thêm một vấn đề chút là những website mà bạn thích, khi đây là mình nói chuyên ngành chứ thôi, những bạn hay mua đồ á, là có một số website như là Macy, Costco, CPM hay là mấy website mà nó chặn cái dòng IP từ Việt Nam, là những website đó là nó chỉ bán cho người nước ngoài và nó không có cho người Việt truy cập cái website đó luôn đó. Nhưng mà bạn vẫn muốn mua sản phẩm từ nó khi bạn, thì mình chỉ cho bạn là bạn phải dùng cái VPN hoặc là cái để vượt cái tường lửa của nó thôi, để mình đổ cái dòng IP của máy tính mình, để mà các bạn có thể liên lạc mình để mình chỉ cho bạn cái cách mà bạn vượt cái dòng IP mình đọc, bạn đổi cái dòng IP từ IP Việt Nam qua IP bên Mỹ, để mà hoặc là IP ở bất cứ đâu để mà bạn vô được cái web đó. Bởi vì mấy cái web đó như Macy với Costco là nó giá của nó là rất là very good, giá nó là chỉ bán hàng chính hãng và giá nó cực kỳ tốt. Walmart thì nó chấp nhận IP Việt Nam rồi, nhưng mà bạn vẫn mua không được bởi vì nó không chấp nhận thẻ visa Việt Nam, bắt buộc bạn phải nhờ những người mua hộ bên Mỹ. Thì mình cũng có làm cái nó dịch vụ đó và mình có contact với vài người đó. Thì trong những cái mùa sale bên Mỹ từ tầm khoảng từ tháng 9, tháng 10, 11, 12 thì mấy cái tháng đó là Mỹ, hàng bên Mỹ nó rất là rẻ và hàng của nó là hàng rất là chất lượng, như là mỹ phẩm, nước hoa, mọi thứ, giày dép. Nếu bạn suy nghĩ về một cái hàng mà gọi là hàng chính hãng đi, bạn suy nghĩ cái đôi giày đó 5 triệu, nếu bạn có cái kỹ năng hoặc là bạn biết mình đi, bạn liên lạc Hà Lạc mình, bạn gọi anh ơi cái đôi giày đó anh, bạn có thể check cho mình cái giá về Việt Nam bao nhiêu không, và hàng mình check là hàng mình xua với bạn là chỉ mua tại web chính hãng thôi. Thì nếu mà nó rẻ hơn 5 triệu và nó rẻ hơn khoảng 20-30% thì bạn có thể ok mình chấp nhận, mình chờ thêm 20 ngày để mình lấy cái sản phẩm nó từ Mỹ về Việt Nam đó. Nên khi mà bạn mua bên Mỹ, bạn có chút gì đó mà tìm hiểu về công nghệ thôi, hoặc là một xíu gì đó về kia, nếu mà không biết mình, bạn gọi mình để mình chỉ cho các bạn một số web để có thể là vô được, sang được mấy cái hàng mà rẻ nhưng mà là uy tín chất lượng đó. Và có một cái mục mình muốn nói thêm ở đây là ở Việt Nam các bạn cũng đã từng nghe qua flash sale, thì bên Mỹ nó cũng có những trang chuyên về flash sale đó. Thì các bạn chỉ cần liên lạc mình, hoặc mình có thể để lên bên dưới luôn những trang chuyên về flash sale đó, là giống như Split Deal hay là Deal New
thì những cái bạn nào mà hay mua hàng online thì nên chuẩn bị cho mình, hoặc là nên nốt cái khúc mắc lại những cái trang đó, bởi vì cái trang đó là nó sale theo 2-3 ngày, có thể là một sản phẩm nó sale 1 ngày hoặc 2 ngày, 3 ngày hoặc là mấy giờ thôi. Các bạn rảnh các bạn vô coi, mình nếu cái sản phẩm mà không ý nó rẻ quá, nó sale trong vòng mà hôm đó nó trước không cái hôm đó là nó sale 30% cái sản phẩm đó, thì bạn có thể mua, bạn có thể liên lạc mình để mình mua giùm cho bạn. Nếu mà những trang web nào mà không chấp nhận thẻ Visa Việt Nam và bạn không biết cách mua đó. Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã tóm tắt về cái cách mua hàng, việc chọn cái siêu ly tính, chọn cái đơn vị vận chuyển, chọn cái những cái điểm mà bạn nên chú ý khi mua hàng bên Mỹ, và những cái cách mà bạn để kiếm ra những nguồn hàng rẻ, có thể bằng về mình đi buôn cũng được đó. Thì đây là mình nói sơ qua thôi để cho các bạn hình dung, và mình cũng không muốn làm một clip này nó sâu nó nhiều lắm, bởi vì ở phía dưới mình có để những cái link về cái cách mua hàng của eBay, cách mua hàng của Amazon, Puma hoặc một số trang web khác đó. Thì các bạn muốn mua gì các bạn có thể mình hỏi mình để mình biết được cái gì mình chỉ thôi, là bạn muốn mua giày thì bạn lên web này, bạn mua quần áo thì bạn vô web này, bạn mua mỹ phẩm thì bạn vô web này, và những cái web mình giới thiệu cho các bạn đều là web uy tín nhất của Mỹ, mình tin tưởng được điều đó. Và mình biết sau một thời gian mình mua bên Mỹ rất nhiều, và mình sẽ có cách để giúp mang cái sản phẩm đó về Việt Nam cho bạn, dù nó có là nó có một chút trục trặc trong cái file là thủ tục hải quan hay gì đó, hay là mọi thứ, mình tự tin là mình sẽ làm mang cái cục hàng nó về với tay bạn cách nhanh nhất. Đó, đây là một số cái chia sẻ của mình thôi. Còn bạn, các bạn cảm thấy các bạn thích và thấy sản phẩm nó rẻ thì các bạn có thể liên hệ mình để mình mang nó về tới Việt Nam các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình.